Đây mới là hai cái quan trọng nhất. Và bây giờ thì mình sẽ tính thử tổng giải thưởng ở trong giveaway lần này nha. 9,5 triệu. Xin chào tất cả mọi người. Thôi vào vấn đề chính luôn thôi. Thì ở trong video này mình sẽ có một cái giveaway dành tặng đến mọi người nha. Chắc nhiều bạn cũng tưởng đây là giveaway 500.000 sub của kênh Lâm Gia đúng không? Nhưng mà chưa đâu. Lúc mà mình quay video này, kênh mình chỉ có 499.000 thôi. Chưa đến 500.000 nha. Nói chung là mình cũng gọi là đứng ra tổ chức giùm để lấy một ít tương tác thôi. Và vào đúng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10, shop Mi Media đã tròn 1 năm tuổi rồi. Nói chung thì mình cũng gọi là thay mặt shop, mình cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ shop trong thời gian 1 năm vừa qua nha. Và shop Mi Media chuyên bán những chiếc điện thoại xách tay Xiaomi Redmi nè, và những chiếc điện thoại chính hãng, và bán cả iPhone luôn. Và ngoài ra thì shop còn bán những chiếc đồng hồ thông minh nè, những cái phụ kiện điện thoại nè, nói chung rất là nhiều. Thì các bạn có thể tham khảo đường link mình để ngay bên dưới nha. Và thời gian 1 năm á, thì cũng không phải là quá dài, nhưng mà cũng không phải là ngắn nha. 1 năm qua thì mình cũng đã có mua ở trên shop khá là nhiều. Và ngay cả chiếc nè, chiếc Xiaomi Mi 10 mình đang sử dụng làm điện thoại chính nha, thì mình cũng mua ở trên shop Mi Media. Ở cái shop này á, thì mình thấy có một ưu điểm hơn những shop khác nha, đó chính là bảo hành cả nguồn và màn hình 12 tháng nha. Vào vấn đề chính thôi, đó chính là những phần quà mình sẽ give away ở trong lần này nha. Let's go. Đó, nguyên một cái hộp chà bá lửa luôn. Thì đây chính là hộp shop đã gửi cho mình nha, Mi Media nè. Và đây là thông tin vận chuyển nha. Rồi, nói chung là các bạn nhìn cái hình thumbnail á, thì các bạn cũng đã đoán gần ra hết tất cả các sản phẩm ở trong đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở ra nha, các bạn cứ coi như là chưa biết gì đi. Đây, món đầu tiên. Và tiếp đó, đó. Ôi, trời ơi, có gì nào, có gì nào. Đây mới là hai cái quan trọng nhất. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cái món từ cao xuống thấp nha. Đó, cái đầu tiên, đó chính là một chiếc K30 5G nha. Và đây là phiên bản 128GB nha. Đó, RAM 6GB, hàng mới nguyên siêu luôn. Trời ơi, phê chưa. Và cái giá của chiếc K30 5G 128GB này, đó là 5,5 triệu nha. Tiếp đó là một chiếc Redmi Note 8. Và đây là phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ đó là 64GB nha. Thì giá của chiếc Redmi Note 8 này là tầm khoảng 3,2 triệu nha. Và tiếp đó thì mình có một chiếc đồng hồ của Hailu nha. Thì cái giá của chiếc đồng hồ này là tầm khoảng 500.000. Tiếp đó là mình có hai bộ sạc nè. Thì đầu tiên á, là một củ sạc 18W nha, một củ sạc của Xiaomi, đó, 18W. Và đây, đó, y chang củ sạc của mình đang xài luôn. Đó, và giá của một cái bộ sạc này là tầm khoảng 100-200 ngàn nha. Thì chi tiết các bạn hãy check ở trên shop nha. Trời ơi. Rồi. Khổ thực sự luôn, đang quay cái trời nó mưa. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu khui ra nha. Nói chung là mình cũng phải khui ra để mình kiểm tra trước ở bên trong nha. Mắc công shop. Mình nói là trường hợp không biết trước được là ở bên trong nó có một cái không phải là chiếc điện thoại, lúc đó mình ship đi lại khổ. Cho nên mình phải mở ra kiểm tra trước nha, chứ mình cũng không phải gọi là dành bóc hộp với các bạn. Mình bóc ra để mình kiểm tra thôi, có đúng sản phẩm hay không để mình còn ship đi được. Chứ thực ra đây vẫn là máy mới nha, do mình bóc siêu để mình kiểm tra thôi. Đầu tiên đó là chiếc Redmi Note 8 nè. Ồ, y chang chiếc ở nhà mình luôn đó. Redmi Note 8 khởi động lên đó. Bên dưới thì sẽ có y nguyên nha, một củ sạc và một cáp sạc. Và tiếp theo đó chính là cái đồng hồ nha, Hailu LS01. Đó. Ôi, dây màu trắng luôn à. Ủa, có dây màu trắng nữa. Trời ơi, đã gì. Thì đây, đây chính là cái đồng hồ Hailu nha. Rồi, nói chung là mở kiểm tra vậy thôi, hàng mới nguyên siêu mà. Đó, và đây chiếc Redmi Note 8 đã lên rồi nè, chưa có tiếng Việt nha. Rồi, mình sẽ tắt nguồn. Đó, chắc như vậy thôi. Hộp này nặng à, nặng à. Trời ơi, nó khích. Ôi, khích thật rồi. Design by Redmi. Và màu gì, màu gì, màu gì? À, màu trắng, đó. Đây là phiên bản màu trắng nha. Nhưng mà màu trắng nó cũng sẽ có một tí tím tím á. Đó, ở đây thì mình sẽ để nguyên cái siêu luôn nha. Và bên dưới thì mình cũng vậy nè. Đó, mình sẽ có một củ sạc và một cáp sạc nha. Củ sạc này nguồn ra là... Thì đây là một củ sạc với nguồn ra lớn nhất là 30W nha. Rồi, MIUI 12 có sẵn luôn ta. Chưa có tiếng Việt nha, bởi vì đây là một chiếc máy mới nguyên siêu mà. Rồi, mình cũng sẽ tắt nguồn. Đó,
Ui phê 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 phê, đóng hộp lại thôi. Đó, chờ chủ nhân. Chờ những chủ nhân đến nhận nè. Và bây giờ thì mình sẽ tính thử tổng giải thưởng ở trong giveaway lần này nha. Đầu tiên đó chính là chiếc K30 5G là 5,5 triệu nè. Cộng cho 3,2 triệu nè. Đó, cộng cho cái này 500 nè. 9,2 triệu. Với lại củ sạc cáp sạc này thì mình tính là khoảng 300 đi. Ồ, 9,5 triệu. 9,5 triệu ở trong giveaway lần này nha mọi người. Đó, 9,5 triệu. Ui. Giveaway của Mi Media tròn 1 tuổi còn lớn hơn giveaway ở trên kênh của mình nữa. Đây đây đây. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ sắp xếp thứ tự giải thưởng nha. Đầu tiên đó chính là chiếc Redmi K30 5G. Thì đây chính là giải nhất nha. Và giải 2 thì đó chính là chiếc Redmi Note 8 nha. Và giải 3 đó chính là chiếc đồng hồ Halu nha. Và giải 4 đó chính là bộ sạc 27W nha. Và giải 5 đó chính là bộ sạc 18W. Rồi. Và bây giờ chính là cách mà để các bạn có thể tham gia giveaway lần này nha. Nói chung là các bạn hãy bình tĩnh mà điền nha. Bởi vì mình không có tính người trước sau. Nói chung là các bạn cũng không cần phải gọi là tranh giành trước sau để làm gì. Rồi, bước đầu tiên đó chính là các bạn hãy đăng ký kênh Lâm Gia nha. Thì mình nghĩ rằng bước này các bạn làm hết rồi mà đúng không? Và bước thứ hai đó chính là các bạn hãy theo dõi Shopee của Shop Mi Media nha. Đường link thì mình cũng có để ngay bên dưới luôn. Đó, các bạn vào nè. Ở đây thì có một cái nút theo dõi nằm ở phía bên trên nha. Các bạn chỉ cần bấm vào. Đó, theo dõi nè. Rồi, hiển thị đang theo. Rồi, như vậy là ok nha. Và bước số 3. Và bước số 3 đó chính là theo dõi Shop Mi Media ở trên Lazada nha. Rồi, thì ở đây cũng có một cái nút gọi là theo dõi nè. Mình cũng, đó, bấm vào theo dõi. Xong. Và bước thứ 4 đó là các bạn hãy like fanpage của Shop Mi Media nha. Bước thứ 5 đó chính là các bạn hãy chia sẻ cái video này. Video các bạn đang xem nè, lên Facebook ở chế độ đó là công khai nha. Nhớ là phải là công khai mới được nha. Rồi, bước số 6 đó chính là các bạn hãy điền đầy đủ thông tin vào form này. Thì đường link của form á, mình cũng sẽ để ngay bên dưới phần mô tả luôn. Các bạn xuống là thấy ngay à. Tiếp đó là cách thức chọn người trúng giải và thời gian trúng giải. Thì hạn chót để các bạn điền cái thông tin này đó là 17 giờ ngày 7 tháng 10 nha. Video này mình sẽ lên vào ngày 1 tháng 10. Và các bạn có 7 ngày để các bạn có thể tham gia nha. Và cái thời gian mà mình livestream chọn người trúng giải á, đó là vào 19 giờ cùng ngày nha. Và mình có một cái đó là mình chưa biết là mình sẽ like trên fanpage hay là like trên YouTube, cho nên các bạn có thể theo dõi nha, mình sẽ có thông báo. Và để chọn người trúng giải thì mình sẽ chọn ngẫu nhiên trên trang đó là random.org nha, theo thứ tự mà các bạn đã đăng ký tham gia. Và các bạn hãy điền nè, họ tên nè, link Facebook nè. Và đặc biệt là mình sẽ không chấp nhận Facebook clone nha. Và tiếp đó đó là số điện thoại. Và một câu hỏi đó là Shop Mi Media ở tỉnh thành nào. Rồi, như vậy là xong rồi. Một lần nữa thì mình cũng thay Shop Mi Media cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng shop trong thời gian một năm vừa qua nha. Và mình cũng xin chúc các bạn may mắn nha, để trở thành một trong năm người đó chúng giải thưởng lần này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.